Cái chỗ xe này á, là mình mới thay thay chậu hôm bữa đó các bạn. Mà hôm nay lá nó ra đầy, không còn một cái chỗ nào luôn nè. Lá nó quá trời luôn. Cái này mà cái nào mà lá nó xấu thì chắc mình nhắc bỏ đi á, chứ giờ không thay chậu nữa, chậu này lớn quá rồi. Đã chưa, những cái hạt sen hay hạt nước. Quá trời ở đây còn mọc quá trời nè các bạn nè. Đó, nó chưa có nở lên được nữa nè. Wow, sen Nhật này mình trồng rất là tốt luôn á. Này ở bên dưới nè các bạn thấy ha. Cái sình nó vẫn dưới đây nè mà nó không bao giờ mà nó bị sùi lên đâu ha. Đó, rất là chắc luôn á. Đó. Vậy sen nó mới sống tốt được. Mà ở đây cái chậu này chắc cũng hơi bị nhỏ với nó rồi đó. Quá trời nè. Cái này là mình trồng cho đến khi nào mà thấy bông của nó luôn ha, rồi mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Nó những cái lá mà nó bị chồng lên nhau vậy là nó sẽ không không có ánh sáng nè. Nó không ánh sáng, nó bị vàng vàng. Đó. Còn cái này là quá trời nè. 1 2 3 4 5. Wow. Đó, nhìn ở bên dưới nè các bạn nè. Đó, thấy quá trời là lá đâm lên luôn á. Nó tốt lắm ha. Cái này á, mình đâu có cho nhiều phân gì đâu, mình chỉ có để nó ở ngoài nắng nè, cho nó có đủ ánh sáng nè, rồi xong rồi mình cho một ít dung dịch thủy canh thôi á. Nước này là hiệu ứng lá sen. Quá trời quá đất, lên xanh rì xanh tươi luôn. Bạn nào không biết thì cứ IP mình hỏi cách ha. Mình lỡ mua nhiều quá cho nên là mình dăm nó xuống luôn, chứ giờ để cũng không biết làm gì. Ở nhà còn dư ở khoảng chừng mười mấy hạt sen á, bạn nào thích thì nói mình cho nha. Mười mấy hạt á, còn mười mấy hạt lận. Hiệu ứng lá sen nè, thích ha, dễ thương quá trời. Cái thau này to lắm á các bạn, thau này tới khoảng cái miệng của nó khoảng 50 á, 50 60 lần đó. Vậy á. Xanh tốt, xanh tươi ghê. Tại mình nhét vô đây tới khoảng chừng hình như là 10 hạt á, 10 hạt có mở ra như đây nè. 10 hạt hay hơn 10 hạt có ra như đây lá nè. Mà đó là mình ngắt đi rất là nhiều lá rồi đó. Lá nào xấu xấu là mình bỏ đó. Tốt lắm nha. Mình chào và tạm biệt các bạn nhé.